Chào mọi người, mình là Trung bên cần câu Nhật Bản nha mọi người. Đấy, hôm nay tiếp tục với 20 cây cần này. Đấy, mọi người xem trước nha. Rồi, bây giờ mình sẽ chi tiết từng câu. Đây, cây cần 3 khúc. Cây cần này bằng trúc nha mọi người. Cần 3 khúc bằng trúc nha mọi người. Đấy, này, khoan này. Phan kim loại nhé, phan kim loại nó mắc một hai cái phan gì rồi đấy, phan chỗ này, phan chỗ này mắc hai cái phan đấy, này đọc này. Ok, cần là chất liệu bằng trúc, thằng này của thằng gì đây, có cái tem này giờ mà không biết cái hãng gì nhưng mà đây. Bát thì bát vặn đây nha mọi người, bát vặn đây này. Cây này dài 2,5 m, thu vào là 83 cm, đường kính đọc đỉnh là 2,8 ly, cân nặng là 260 g. Cây này cây số 1, bán 100 nha mọi người. 100. Tiếp theo số 2 lại là một cây cần trúc, nhưng mà cây cần này hai đoạn nha mọi người, cần này hai đoạn đấy, có cái phang của nó thì mắc hỏng hư hết rồi. Đấy, về cọc phan lại. Bắt trượt này, hãng gì thì mình chịu nhé. Hãng gì thì giờ mắc tay mình không biết. Đây. Cái này dài 1,7 m, thu vào là 80 cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 3 ly, cân nặng là 180 g. Cái này số 2. Bán giá 80.000. Số 2 80.000 nha mọi người. Càng tốt. Số 3 là một cây cần 3 đoạn, cần 3 đoạn. Cái cần này hiệu gì đây? Sakura gì đây mọi người. Đây. Đấy. Phan thì còn một cái đầu bu với lại còn một cái phan cuối thôi nha mọi người. Còn một cái phan đai với lại một cái đầu bu thôi. Còn lại phan thì bay 2-3 cái gì đây. Đọc này. Cái này chất liệu là phíp, mà hình của nó khoảng cỡ 55-60% à. Đấy. Cái này số 3. Số 3, 170.000. 3 đoạn nha mọi người. Tiếp theo lại một cái cần 2 đoạn. Đây. Cái cần này thì khoan còn ok. Chất liệu của cái cần này á là bằng nhựa tổng hợp cho mọi người. Nhựa đặc nha mọi người, nhựa đặc tổng hợp. Đây. Bát thì bát nhựa đây. Ngoại hình cây này khoảng cỡ 70-75% rồi đây. Đấy. Cây này dài 2 m này. Thu vào là 84 cm. Đường kính đọc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 140 g. Đây là cây số 4. Đây là 100.000 nha mọi người. 100.000. Đây. À. Cây số 3 này hình như nãy mình chưa cho đọc thông số. Số 3 này nha mọi người. Đây. Số cây số 3 này. Cây số 3 thông số của nó là dài 2,4 m này, thu vào 84 cm này. Đường kính đọc đỉnh của nó là 2 ly, cân nặng là 220 g nhé. Số 4. Số 4 tiếp tục là một cây cần 2 đoạn. Cây cần này thì chất liệu cũng bằng nhựa. Nhựa tổng hợp nha mọi người. Đây, cái cần này thì nhựa đặc luôn nha mọi người. Đấy, đọc này. Cái cần này thì dàn phan còn nguyên. Đấy, phan kim loại. Còn dàn phan kim loại. Đây. Bát thì bát kim loại luôn này. Đấy. Cần này dài 1,6 m, thu vào 85 cm, đường kính đọc đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 210 g. Cây này số 5, 80.000.
số 5 80.000 nha mọi người. Tiếp theo số 6 là một cây cần rút nè, cần rút có cái tem này này nè, bát này. Cần này thì chất liệu là phíp nha mọi người, ngoại hình của nó khoảng 75-80% trở lên nhé. Cây này phải 85% trở lên, ngoại hình 85% trở lên. Màu sơn của nó là đẹp, chỉ hơi xước xước tí thôi. Đây, cái dàn phan của nó thì nứt bể đây. Mọi người về dán thêm vào hoặc là thay, tùy mọi người nhé. Thay cho nó đẹp tùy mọi người. Một đầu bu này. Đó. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn tất cả nha mọi người. Sáu đoạn tất cả này. Cần này số 6 200, số 6 200. Cần này dài 4 mét này, thu vào là 80 cm, đường kính đột đỉnh là 0,7 ly, cân nặng là 220 g nhé. Số 6 200. Số 7 là một cây cần rút Olympic này. Này, cái cần này đó xưa nó có máy mà nó gỡ ra rồi, bây giờ nó thành, nó làm thành cần tay luôn rồi nha mọi người. Chất liệu là phíp nha mọi người, ngoại hình cây này khoảng 70% á. Chế thành nó thả ra thành cần tay luôn rồi nha mọi người. Cái đột này nhìn nó lạ lạ, nó khác khác này, nó sơn, nó xịt sơn nha mọi người. Đây này. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, sáu lóng tất cả, chế thành cần tay luôn rồi. Cần này dài 3m8, thu vào là 74 cm, đường kính đột đỉnh là 1,5 ly, cân nặng là 240 g. Cây này cây số 7. 7 này 200. Tiếp theo, số 8 là một cây cần rút, chất liệu là phíp. Này, nhãn tay của nó đây. Cái này ngoại hình 85% trở lên nha mọi người, dạng phan này. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn luôn nha mọi người. Tất cả là sáu đoạn. Đây này dài 3 mét, thu vào 75 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 0,7 ly. Đợi mình tí mình đo lại cái đọt này nha. Cái này là đọt đỉnh của nó là 1,9 ly nha mọi người, 1,9. Nhầm. 1,9 ly nha mọi người. Đấy, cân nặng là 240 g. Cái này cây số 8. Số 8 180.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 9 là một cây cần Shimano rút, cần rút Shimano nha mọi người. Đấy. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó khoảng 75% trở lên. Dàn phan này, phan thì bị bể vỡ đây, nứt. Đấy. Nó có tất cả 3 đoạn. Đấy, 3 đoạn. Bát Fuji này. Đấy.
cần này dài 2m4, thu vào 90cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng là 220g. Cây này cây số 9, 80.000, 99, 80.000 nha mọi người. Tiếp theo là cây cần số 10, đây tay của nó đây. Cần này thì là thể loại cần rút nha mọi người, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây này khoảng 80%. Dàn phan của nó này, nó rỉ với lại bông này. Đấy, đọc nha mọi người, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn nha mọi người, 5 đoạn tất cả. Có tất cả 5 đoạn. Bát vặn nha, bát vặn. Đây, cây này dài 2m7, thu vào 75cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 1,8 ly, cân nặng 180g. Giá cây này cây số 9. Số 10 chứ. Số 10. 170.000 nha mọi người. Số 10 170.000. Tiếp theo là số 11, là một cây cần rút hiệu Olympic, chất liệu là phíp. Ngoại hình của cây cần này khoảng 75% trở lên, made in Korea. Đấy. Đấy, cái cần này thì gãi một đoạn đọc xíu này. Đấy. Hai cái fan này mắc đá nứt rồi. Đấy. Nó có 3 đoạn nha, 3 đoạn. Cần nó về chế fan rồi lại. Đấy. Với lại nó bị mắc cái nắp đít nha mọi người, mắc cái nắp đít rồi. Đấy. Cái này đo lại là khoảng cỡ 2m7 thiếu xíu nha mọi người, 2m7 thiếu xíu nó bị gãy sơ vô cái đầu bu. Đấy. Thu vào là 95cm, đường kính đọc đỉnh của nó là 2,7 ly, cân nặng của nó là 200g nhé. Cái này cái số 11, 80.000, 11, 80.000 nha mọi người. Tiếp theo, một cây cần rút. Cái này như cây cần lưu á mọi người. Này. Này. Nhưng mà cái cần này hiệu thì mình đưa cho mọi người coi đó. Này. Gì đây? Cái này chất liệu phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Bát thì bát vặn này. Ngoại hình cây này khoảng 80%, nhưng mà nó bị mắc cái dàn phan rồi. Với cái đọt nó còn bị gãy một ít đọt đây này rồi nha mọi người. Dàn phan thì nó mắc hết trơn này. Nó có hai đoạn thế này thôi. Hai đoạn thế này thôi. Đây. Chỗ này thì có cục su gì đó, cục xốp gì đây. Đấy. Cái này dài 1m7 này, thu vào 85-85cm này. Đường kính đọc đỉnh của nó là 1,9 ly. Cân nặng là 100g. Số 12. 80.000. 12 80.000 nha mọi người. Tiếp theo, cần số 13 là một cây cần rút của Kington nha mọi người. À, của Kington. Cần rút. Cái này chất liệu là phíp. Ngoại hình của nó khoảng 85% ở đây. Đây, dòng phan của nó. Đấy, mắc đá này, nứt này. Đấy, nứt này. Đọc nha mọi người. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn tất cả. Bát Fuji FS6. Cái cần này dài 2m7, thu vào là 1m, đường kính đọc đỉnh là 2,6 ly, cân nặng là 200g. Cái này cây số 13.
13. Cái này bán 140.000. 13 140.000 nha mọi người. Tiếp theo cần số 14. Đây. Tên của nó đây. Chất liệu là phíp nha mọi người, chất liệu phíp. Ngoại hình của cây này thì khoảng cỡ 65-70% thôi. Sơn nó hơi bị bạc với tóc đây. Dòng phan này. Đấy, phan kim loại còn ok nhé. Một đoạn đây. Như trong này nó hơi bị nổ cái sơn đây. Một, hai, ba. Đây, nổ cái sơn đây nha mọi người. Đây, sơn nó bị nổ rồi. Cây này dài 2,5 m, thu vào là 98 cm, đường kính độc đỉnh của nó là 2,9 ly, cân nặng là 220 g. Cây này cây số 14, 80.000. 14, 80.000 nha mọi người. Tiếp theo số 15, tiếp tục một cây cần kim tinh. Cái loại rút này, cần rút này. Đây. Cái này chất liệu phíp nhưng mà ngoại hình khoảng 75-80% rồi đây. Hai dàn phan của nó mắc đá với nứt này. Đây. Này con này còn đá, này còn ok. Đây. Cái cần này thì có tất cả là 4 đoạn. Cần này dài 3,6 m này, thu vào là 1 m này, đường kính độc đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng là 320 g. Đây là cái số 15, 130.000, 15 130.000. Tiếp theo số 16 là một cây cần rút đai hoa. Đấy. Mà cái cần này nó chế rồi mọi người, nó chế giống như kiểu cần tay trợ máy Ikeda này. Này, nó rút ra như thế này. Đấy. Nó khoan nhỏ ra nha mọi người. Cần này chất liệu phíp, ngoại hình của nó thì khoảng 70% thôi. Đấy, 1 đoạn, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn, 7 đoạn. 7 đoạn tất cả nha mọi người. Đấy. Bát này. Cây này á là 4,6 m, thu vào là 90 cm, đường kính độc đỉnh là 0,7 ly, cân nặng là 360 g. Cây này cây số 16, 180.000. 16, 180.000 nha mọi người. Này số 17. Số 17 là một cây cần rút. Cái cần này hiệu của nó có cái tên này. Đấy mọi người. Cần này chất liệu phíp, ngoại hình của nó khoảng 70-75%. Đây dàn phan của nó. Đây. Phan của nó bẩn thôi chứ nhìn khá là ok nha mọi người. Nó bị bẩn bụi thôi. Đá thì còn nguyên. 1 2 3 4 4 à, cái cần này có một lỗi nữa nè. Lỗi nữa là cái chỗ này nó bị móp nha mọi người. Cái đầu nó bị móp, về mọi người gõ lại xíu nhé. Đây. Cái móp này mình rút ống này chưa ra hết nè. Mọi người gõ lại cái kim loại này. Móp như mọi người thấy chỗ này nó chưa bị nứt ra nha mọi người. Nó mới chỉ bị móp kim loại nó đè vô tí thôi, nó chưa bị nứt ra. Đó. Bát thường
dài 3m6, thu vào là 1m06, đường kính đọc đỉnh là 1,9 ly, cân nặng là 360 g. Cái này cây số 17. Đây là bán 130.000. 130.000 nha mọi người. Tiếp theo 18 là một cây cần tay, chất liệu là phíp. Hãng gì thì giờ không thấy nữa rồi. Ngoại hình cây này khoảng cỡ 70%. Nó bị xước sát tí. Đấy. Đọt này. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn, 7 đoạn, 8 đoạn tất cả. Cái này dài 4m4, thu vào là 67cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 180 g. Cái này số 18, 130. Chính là một cái cần đây, hiệu đây, hiệu con cá gì này. Cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây này thì khoảng 85-90% trở lên. Đọt này, đọt rất là mảnh. Một à, đọt này chỗ này không biết nó có bị nứt bị gì không mà người ta thấy người ta quấn keo nha mọi người. Đây, người ta quấn keo chỗ này nhé, chỗ có đoạn đọt á, đấy. Nhưng mà mình đúng rồi con này. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lắm. Cái cần này dài 6m4, thu vào 88cm, đường kính độc đỉnh của nó là 0,7 ly, cân nặng là 420 g. Cây này cây số 19. Cây này bán 200. 19 200 nha mọi người. Số 20 là một cây cần tay, hiệu gì đây thì giờ mất tên rồi. À, đây đây đây. Hiệu NFT nha mọi người. NFT. Đấy. Này, cái cần này, cần tay này thì là bị người ta chế rồi nha mọi người. Người ta chế này. Chế người ta bỏ một cái đoạn lóng vào. Lóng này vào thì nó bị dài hơn nha mọi người. Mọi người về chế lại thì chế, còn mình bán thì bán vẫn bán chế nguyên như của người ta như thế này. Chế nhưng mà cái đoạn đọt đây người ta dùng đọt carbon nha mọi người. Đây. Đọt này carbon này. Đấy. Hai đoạn, ba đoạn carbon không đây, bốn cái lóng trên cùng là carbon nha mọi người, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tất cả là 10 lóng, 10 lóng và bốn cái lóng trên cùng này người ta chế mấy cái lóng carbon luôn nên nó dư ra như thế này đây. Đấy. Rồi mình đặt cái thông số của nó thử. Nó dài là 6m8 này, thu vào là 1m1 này, tính luôn cái đoạn dư cái lóng đó nha mọi người. Đường kính độc đỉnh là 1,2 ly, cân nặng là 620 g. Đây là cây số 20. 220.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giùm mình số điện thoại bán hàng đó là 0786 55 55 99, mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Và mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên mình mới ship. Và mọi người vui lòng nhận hàng, bắt buộc phải mở hàng ra kiểm tra kỹ lưỡng xem có bị lỗi hay là sai sót gì không, hoặc là bị bể vỡ nứt gì đó thì mọi người phải báo ngay để hoàn hàng lại cho mình. Và nếu như lỗi do bên vận chuyển thì mình sẽ báo bên vận chuyển, người ta
bồi hoàn cho mình nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp đã nhận hàng rồi mới báo cho mình là lỗi hỏng đồ này kia, là mình không giải quyết những trường hợp đó nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.